Đây, thì hôm nay thì Nam sẽ quay chiếc xe của Nam. Thì chủ đề hôm nay là mình chùi xe mọi người. Đây, thì anh em thấy là chiếc do thời gian là tình hình dịch bệnh đó thì cũng không có chỉ thị 16 thì cũng không có đi được, không có đi làm được. Thì hôm nay thì Nam sẽ dành thời gian ra để lao chiếc xe cho mọi người. Thì mọi người cái chắc là mọi người biết cái hũ này nè, cái hũ này là cái hũ thường ta gọi là hũ cà na. Cà na để lao xe cho nó bóng xe. Thứ hai nữa là nó sẽ khi mà mình lao á, mình lao thì nó sẽ nhiều khi một số những cái vết xước trên xe mình á, nó sẽ bay luôn nha mọi người. Cái hũ cà na này nó cũng rất là lợi hại. Nè, khi mà cái vết xước này là mình lao gì là quay ngay cái hũ cà na nó sẽ xóa luôn được cái vết xước luôn của cái xe và nó làm cho bóng cái xe mình hơn. Thì chiếc xe này thì cũng chạy được 50 mấy ngàn cây mọi người ơi, chung hổng gài cũng không có chạy gì đâu được nè. Hổng gài tình hình dịch Covid thì cũng ở nhà không có chạy gì đâu được hết. Ngày rảnh rảnh mình lấy ra mình lau xe, quay cái clip nói chuyện đến tất cả mọi người. Ây da, ui da. Thì trước khi mình lau xe thì Nam cũng đã trải qua là rửa xe rồi cho nó sạch sẽ rồi, thì Nam bắt đầu tiến hành mới lau. Tại vì khi mà mình lau á, mà còn bụi á, hay là xe mình còn dơ á, thì nó còn những cái vết cát á, thì nó dẫn đến là gì mà cái nước sơn của mình nó sẽ bị chảy nha mọi người. Thì chú ý giùm cho Nam là mình rửa xe cho nó sạch rồi quay ngang mình hả, chùi chùi cho nó bóng cái xe lên. Xong một đợt dịch dịch này quay ngang mình sẽ lấy xe ra mình đi dạo phố à, tối mình đi dạo phố, ban ngày thì mình đi làm. Cái hũ cà na này thì mình không có phải mình giới thiệu cho mọi người giới thiệu sản phẩm nha, mình chỉ là mua về mình xài thôi. Tại vì cái hũ cà na này mình xài cho xe hồi xưa giờ rồi, mình chùi thì nó rất là bóng cái xe của mình. Xưa thì cũng cũng vì đam mê, cũng vì đam mê rồi anh em đi đi mua xe mô tô chạy. Mọi người có hỏi là có ăn xăng hay không á, thì nói chung là mình cũng nói với mọi người như này, ví dụ như xe 50 á, thì nó ăn xăng 100 thì nó được được chút, 110 thì nó cũng ăn xăng vậy đó mọi người. Nghĩa là tùy theo cái phân khối của chiếc xe thì nó phải đạp nạp cái nguyên liệu nó mạnh á, thì xe đó thì nó mới chạy giọt được. Như chẳng hạn một số dòng trên thị trường là nổi trội như Z1000 nè, bên Kawasaki đó, là mấy chiếc đó là coi như là Mỹ Mỹ uống bia á. Mình dùng từ là Mỹ uống bia á, tại vì cái phân khối nó quá cao thì bắt đầu cái nguyên liệu nó sẽ nạp ra, cái máy nó mới vận hành nổi, xe mình nó mới chạy giọt được. Thì xe nào càng chạy nhanh càng chạy giọt thì xe đó càng ăn xăng. Thì còn về chiếc xe của mình đó thì nói chung là nó cũng không có ăn xăng cho mấy. Thì thường là 1 lít xăng là nó chạy rơi vào tầm khoảng là 50 cây, nó cũng không ăn xăng cho mấy. Xe này nếu mà tính ra là mình mua được tính tới ngày hôm nay nó gần 2 năm ngoài nha mọi người. 2 năm ngoài à, mình chạy cũng được đâu gần 57 58 ngàn cây à. Chạy kinh khủng lắm, một ngày mà Nam đi làm nhiều khi nha, là một ngày Nam đi làm nhiều khi Nam chạy tầm khoảng quận đi quận về luôn á, từ sáng tới chiều luôn á, cỡ khoảng tầm khoảng là 200 cây số không chừng, hoặc nhiều bữa có bữa là Nam chạy nhiều khi là
tới khoảng 200, về tới nhà là khoảng 210 cây, 220 cây luôn. Cái đó là năm có coi thử, năm có ấy thử đó. Bởi vì ra xe, tại sao mà thường là xe, mà xe này á, thường á thì anh em mua để dành chạy đi chơi dạo phố này nọ, cùng phê pháo với bạn bè. Còn riêng nam á thì mua chiếc xe này năm đến năm đi làm, chung cũng tiếc lắm mọi người, cũng tiếc, nhưng mà bắt buộc mình phải mua xe. Để nhiều khi mình nói đúng ra xe thì mình mua để nó phục vụ cho mình chứ không phải là mình phục vụ cho nó, nhưng mà mình kỹ một chút á thì nó phục vụ cho mình lâu về dài hơn. Thì cái đó là quan điểm của Nam, không biết là cái quan điểm của anh em như thế nào, thì mỗi người nó sẽ có một cái quan điểm khác nhau về cái mục đích của chiếc xe. Nam cũng, cái đó là quan điểm của Nam thôi. Mọi người thấy không, khi mà mình chùi nó rất là bóng, chiếc xe nó rất là bóng luôn á. Để mình quay cho mọi người xem nè. Đây thì cái xe của mình là hiệu Suzuki RSXR mọi người. Đây là cái mặt trước nè, nó có hai cái tay thỏ, hai tay thỏ này rất là cứng nha. Khi mà mình vô những cái gọi là nhà trọ mình đi, hoặc là cái nhà mình á, thì hoặc là vô khu dân cư á, thì theo mình nghĩ là anh em nên bẻ cốp vô lại một bên bên phải nha, chừa lại bên trái. Nếu mà trường hợp bẻ cốp vô như vậy luôn mình chạy là có thể công an nó sẽ xử phạt mình đó. Đầu xe nè, hầm gầy thì mình cũng rửa xe cho sạch sẽ xong rồi mình mới đem vô. Để mình quay cho mọi người xem cái đời km nha. Cái dòng xe Suzuki á, thì nó khác với hàng R15 á, ở điểm á là gì? Nó khác ở nhiều điểm, thì mỗi một cái hãng xe nó sẽ có những cái riêng biệt của họ, những cái mà nổi trội của họ. Thì đặc biệt ở đây Suzuki á, thì nó sẽ chìa khóa mất khay. Đây, mọi người thấy không? Khi mà mình nhấn xuống gì, có cái đời mod nha. Mọi người phải có cái đời mod của chiếc xe nha. Mình nhấn xuống gì, thì quay ngang mình gạt qua gì, thì bắt đầu đồng hồ nó sẽ nổi lên. Đây, thì Nam chạy được tổng cộng là 52.819 cây. Ở trên đây thì nó được cái là nó có cái đồng hồ hiển thị luôn, đồng hồ giờ nè, giờ này là 1:19 nè. Ở bên đây bên hông này là cái chỉ thị của xăng nha mọi người. Thì cái đồng hồ Suzuki thì nói chung nhìn cũng khá là đẹp, mình chạy cũng được 52.819 cây trong vòng 2 năm, chỉ được 2 năm, gần 2 năm chứ, 2 năm. Thì chiếc xe này cũng gắn bó với Nam trong cả một cái quá trình mà đi làm, đi kỹ thuật để hỗ trợ tiếp bà con nông dân. Đó. Nhưng mà còn cái là hiện tại giờ đó, chiếc xe của Nam á, Nam thấy là một cái là nó hơi kêu cò khi mà anh em đề lên á. Như chẳng hạn để Nam đề lên cho mọi người xem nha. Lúc đầu nó sẽ kêu bụp 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 bụp. Thì cái đó là theo như là bên hãng xe có, mình có đi bảo trì xe thì bên hãng xe có nói là cái này xe của anh bị kêu cò, mà không biết, mình cũng không biết làm sao. Đó. Nó giọng nè, mọi người thấy nghe không, nó giọng đó, nó giọng đó. Đó, nó xuống rồi đó, có nghĩa là trong khoảng thời gian tầm khoảng từ 5-6 giây thì bắt đầu nó sẽ kêu cò, nó kêu bụp 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 bụp, hơi cái nó hạ dịu xuống. Có nghĩa là lúc giai đoạn đó theo mình nghĩ á, theo cái này theo mình nghĩ thôi, mình cũng không có chuyên về bên bên học bên sửa xe đó, thì mình nghĩ là lúc đầu á, là nhớt nó sẽ bơm lên, tại vì cái lốc máy của mình là xe của mình là lúc nào gì cái lốc máy đứng á, thì nó sẽ bơm lên, bơm nhớt lên á. Thì lúc mà nó bơm nhớt lên nó được chân chu rồi á, thì chiếc xe mình nó khởi động rất là tốt. Thì ở đây thì nói chung là chiếc xe ngoài Suzuki á, thì mình cũng không có gọi là gì chê hết, chê cái gì cái ngoại hình của nó, nhưng mà ở điểm ở đây á, là Suzuki thiết kế cái yên á, mình thấy là nó khá là nhỏ cho cái người ngồi sau. Cái yên nè, nó khá là nhỏ. Nếu mà cái yên này mà làm, phải làm mà sao mà cho nó hơi nhô lên, nhô ra bên phía người trước nè. Đó, cho nó nhô hơi rộng ra chút như chiếc R15 á, thì nhìn chiếc Suzuki nhìn rất là đẹp. Còn ở đây thì
Thì chặn vừa rồi thì mình đã thay cái bộ nhông dĩa dây sên này luôn rồi, mình chạy cũng khá là nhiều quá. Thì nhông dĩa dây sên thì mình cũng đã thay, tại vì chặn vừa trước là mình chạy là coi như cái nhông ở trước á, cái nhông ở phía trước này nè là nó mòn hết trơn luôn. Thì lúc đó là mình lên cầu là coi như nó bị tuột luôn đó mọi người. Thì lúc mà mở ra thì cái nhông ở trước là nó hết trơn găng luôn. Mình thay cái bộ dây sên thì nói chung là khá là đau, là do gì cái bộ nhông dĩa dây sên này nè, hình như là trong hãng là tới 1.000.000 mấy lần, 1.600.000 mấy gì đó, mình cũng không nhớ rành nữa. Nhưng mà mình nói là hơi cao quá, mình ra ngoài mình thay thì cái bộ dây sên nhông dĩa dây sên này là ở ngoài thì cũng là hãng của bên hãng luôn, Suzuki luôn. Mình không biết là hàng như thế nào nhưng mà tầm khoảng 1.100.000 nè mọi người, 1.100.000. Còn về cái vỏ của Suzuki á, thì mình cũng đã thay một cái vỏ nè. Cái vỏ này do vỏ mới thay nè, bây giờ chạy nó mòn nữa nè mọi người, nó mòn nữa nè. Thì chặn trước là nó bị nó mòn rồi, nó mòn hết trơn đường chính giữa rồi luôn nè. Dưới hai nữa là nó bị mòn bên méo bên đây nè. Cái chạy cái nhiều khi anh em bị ôm cua cái nó xề cái bánh sau của mình á, thì nói chung rất là nguy hiểm. Thì Nam cũng đã thay cái bánh này, hình như là cái trước cái sau này hình như là mình nhớ không lầm là 2.000.000 ngoài 3.000.000 nè, 2.000.000 mấy nè, 2.000.000 mấy đó. Thì đã thay luôn. Sau thời gian mình chạy chiếc xe thì mình thấy là nếu mà anh em chạy xe xe này á, mỗi lần mà thay á nó rất là nhiều tốn tiền nha. Còn như chẳng hạn là cái này là cái dĩa này là mình mới cũng mới thay luôn nè, cái dĩa này mình mới thay luôn, là cái dĩa này là mình thay chặn trước là hình như là 400 nữa nè, 400.000 cái dĩa này nè của Suzuki nè. Chặn trước là mình chạy là coi như nó mòn luôn mọi người, nó mòn mà ở ngoài cái đầu ngoài đây nó có cái khía luôn nè, cái này nè, ở đây nó có cái khía luôn. Như chẳng hạn cái này hiện tại giờ đang có cái khía nữa nè, nghĩa là mình chạy quá nhiều. Thứ hai nữa mình thắng, mình gà thắng thì quay ngang nó sẽ biết từ từ nó sẽ mòn cái dĩa này nè, nó mòn được một cái thì nó có cái đèn luôn nè, đèn phía sau lưng nè. Khi mà anh em chạy giấc tối á, thì nó sẽ dạy vào cái biển số. Thì ở đây cái biển số của mình là 67D1 nha mọi người, mình ở An Giang, 67D1 nè đó, nó dạy vào cái biển số. Thì nói chung là cái này rất là ok. Còn về cái đèn nhanh á, thì ở đây thì cái đèn nhanh thì năm thay rồi. Cái đèn nhanh này đèn nhanh của chiếc mẹt nha, nó túa ra từ ở trong đây, nó túa ra nhìn rất là đẹp, để mình nhanh cho mọi người xem nha. Đây cái nhanh nè, nói chung là nhìn rất là đẹp, cái nhanh này rất là sáng luôn á. Mọi khi mà giấc tối mà anh em chạy phải không, là nhanh á, là cái người sau lưng á họ sẽ quan sát kỹ mình, họ sẽ thấy là mình nhanh liền. Còn nếu mà trường hợp cái đèn ly ông á, thì nhìn cũng được nhưng mà nó không được đẹp nha mọi người. Đó thì đây thì mình cũng có lên cái Oppo cũng GXR luôn nè, cái này cũng bằng inox luôn nha mọi người. Nó rất là dày nha, nó rất là dày. Nếu mà trường hợp mình không đưa cái Oppo vô, nhìn cái bô của mình nó thô lắm, nhìn nó không được đẹp nha. Ngoài ra nói chung một số dòng thì Nam cũng không có lên những cái đồ chơi nhiều, chủ yếu là Nam mua để Nam đi làm thôi. Ở đây thì anh em nhớ cẩn thận giùm cho Nam luôn, khi mà mua chiếc xe thì nên phải phải mua được cái đồ bảo vệ cái két nước nha. Tại vì cái két nước này nó mà yêu cầu đại chạy mà gặp vô những cái trường hợp mà đá nó dâng lên đó, thì nó hư cái két nước này á là anh em sẽ tốn tiền rất là nhiều. Cái két nước này như là bên hãng báo mình là hình như là 2.000.000 mấy cái két nước này nè, ở trong đây nè. Mình phải mua một cái miếng mà gọi là bảo vệ cái két nước nè đó, mình che lại thì khi mà đá gì đó nó dâng vô á, nó sẽ không làm hư cái két nước của mình. Cái két nước nó rất là mắc tiền nhưng mọi người, thì cái miếng này mình mua trên thị trường thì cũng rất là rẻ. Thôi thì Nam sẽ review tới đây thôi, để anh em chia sẻ đến anh em một số cái vấn đề về xe Suzuki.